Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian có câu không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Câu nói này có tính động viên, cổ vũ những người gặp nghèo khổ, chật vật về kinh tế trước mắt. Nếu chỉ cần cố gắng bền bỉ sẽ sớm trở nên giàu có. Đồng thời, nó cũng có ý nghĩa để cảnh tỉnh những kẻ vung tay quá chán, bóc ngắn cắn dài, không làm mà đòi có ăn thì chỉ sớm nhà tan cửa nát. Ấy thế nhưng, có những số phận mảnh đời, tần tảo lam lũ, ôm ấp tấm lòng thiện lương mà dù có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể giàu lên được. Cái gì cũng có nguyên do của nó, nếu tinh ý một chút, ta sẽ dễ dàng nhận thấy tiếp người này sinh ra đã nghèo cả đời hoặc qua trung niên mới cải vận. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Sa Cát xin được bật mí các đặc điểm nhận diện của những kiểu người nghèo khổ theo đúng nghĩa đen, để quý vị có thể dựa vào đó để tìm được cách hóa giải, giúp bản thân có được cuộc sống tốt hơn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, lông mày che khuất ấn đường. Ấn đường là tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, vị trí ấn đường có nhiều nếp nhăn hay bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Thứ hai, mày rậm mắt sâu, lông mày hỗn loạn. Lông mày được coi là cung huynh đệ, tượng trưng cho khả năng xã giao, hợp tác, kết bạn của một người. Nếu người sinh ra đã có một cặp lông mày rậm, đường lông mày không rõ ràng, lông mày hỗn loạn, lại có thêm cặp mắt hung dữ theo nhân tướng học, đó được coi là tướng mặt người nghèo khó. Sở dĩ nói vậy vì người này làm việc lúc nào cũng đơn thương, độc mã, chẳng có thể hợp tác cùng ai. Họ nông nổi và bốc đồng, không cân nhắc xem xét kỹ hậu quả hành động của mình, cũng chẳng hề ngần ngại mà phản bội bạn bè, hãm hại người khác. Có lúc đó là hành động không chủ đích, song có lúc lại là do họ thiếu suy nghĩ mà chẳng hề để tâm đến những việc đó. Chẳng thế mà cổ nhân xét về tướng số lại nói đây là tướng người, hại cả thân mình. Cuối cùng đều bị bạn bè xa lánh. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Người này chẳng biết đến lý lẽ đó nên lúc nào cũng băn khoăn tại sao mình chẳng mấy khi được anh em, bạn bè giúp đỡ. Tướng lông mày không tốt nên họ cũng không có quý nhân phù trợ. Muốn làm nên cơ nghiệp là chuyện cực kỳ khó khăn. Cũng không cần phải nói xa xôi, đến cả tiền sinh hoạt bình thường, có khi người này cũng phải giật gấu vá vai nữa. Sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn gầy lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác. Cũng khắt khe, khó tính, lại ích kỷ chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh. Người sống mũi cong vẹo, không thẳng, sống mũi gồ ghề, lên tính tình thường hay cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác hơn với người thường. Thích nổi bật hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý, hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung tài bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành. Cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể thay đổi vận trình. Người có sái tai nhỏ. Một trong những cách để xem tướng mạo người giàu sang hay nghèo khó chính là nhìn vào sái tai, hay còn gọi là thùy tai. Người thì theo quan niệm thường
Thường thì theo quan niệm, người dài tai to, trời sinh có phúc, cả đời hiếm khi phải chịu muộn phiền, giữ được sự an yên trong tâm hồn, chuyện kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng mấy khi phải lo lắng về tiền bạc. Ngược lại, người mà dài tai nhỏ thường hay lo lắng, muộn phiền, sợ hãi những điều sắp tới. Nhút nhát và thiếu dũng khí, chính vì thế mà người này chẳng dám làm điều gì liều lĩnh, kiếm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi, rồi nước mắt. Miệng to, môi mỏng, khóe miệng trễ xuống. Xem tướng người nghèo khó, nếu ai mà miệng to nhưng môi lại mỏng thì dục vọng nhiều, song lại thiếu lòng đồng cảm, hay nói lời cay nghiệt, phê phán người khác không thương tiếc, ngay trước mặt. Sau lưng lại thích buôn chuyện, bàn tán về chuyện riêng tư của người khác, không được ai quý mến. Thêm vào đó, người này khóe miệng trễ xuống thì đó là tướng lộ tài. Bao nhiêu phúc khí, tài khí theo đó mà trôi hết ra ngoài, khiến cho người này tài lộc ít ỏi, tiền bạc thiếu thốn. Người sở hữu vầng trán ngắn. Thay vì nhìn nhận sự thật và thay đổi bản thân, họ luôn đổ lỗi cho số phận, oán trách người khác, nên dần dà bị đồng nghiệp hắt hủi, bạn bè xa lánh, cấp trên đánh giá thấp, lương lộng ít ỏi, cuộc sống nghèo khổ chật vật. Tinh ý một chút, ta sẽ dễ dàng nhận ra người nào có phần trán quá ngắn thì tuổi trẻ bao giờ cũng vất vả, lòng đong hơn các bạn cùng trang lứa. Kiểu người này dù có nhanh nhẹn, chịu thương, chịu khó, nhiệt tình làm việc đến mấy cũng đều chịu cảnh, sôi hỏng, bỏng không, nghèo khổ, triền miên. Hễ họ động vào việc gì là việc đó đổ vỡ, thất bại, nên dù có nghiên cứu kỹ hay hợp tác với những người hợp mệnh, đúng thời cơ cũng luôn bị hao tài, tốn của. Vòng luẩn quẩn tiền bạc bủa vây lấy họ cả đời, nếu có phất lên đôi chút thì cũng rất ngắn ngủi. Người hai cằm từ khi còn trẻ. Từ góc độ tử vi nhân tướng học, hai cằm không phải là điều gì quá tồi tệ, trừ việc khiến khổ chủ không sở hữu gương mặt vi lai. Chỉ có điều, người nào dù không béo ra cũng luôn có hai cằm thì thời trai trẻ luôn phải vất vả gấp 5, gấp 10 người khác, chấp nhận sống chung với nghèo khổ như sống chung với lũ. Họ sẽ luôn bị đồng nghiệp gièm pha, ngán trở nên thường xuyên bị oan trong công việc, ít khi được cấp trên đánh giá đúng năng lực. Nếu kiên trì, bền bỉ, cống hiến hết mình thì qua 45 tuổi, họ sẽ có những khởi sắc bất ngờ. Tiền tài, địa vị sẽ tự tìm đến vào độ tuổi vạn niên với điều kiện họ không khoe khoang, tiêu xài hoang phí, trả thù đời những lúc nghèo khổ trước đây. Người có đôi tai ngửa về sau. Người có tai ngửa về sau, nếu tai áp chặt vào đầu thì đa phần sinh ra có điều kiện, nhưng do gia cảnh lận đận nên rơi vào cảnh nghèo khổ ngay từ khi còn niên thiếu. Nếu chịu khó học hỏi trong công việc, thực tế và cắn răng đầu tư tri thức từ trường lớp đàng hoàng, họ sẽ vượt lên số phận, cải vận, thành công. Chỉ có điều, muốn thoát cảnh nghèo khổ túng bấn, họ phải đợi ngoài 50 tuổi, luôn kiên cường, vui vẻ và không gục ngã trước số phận nghiền ngã, dù làm một phút một giây. Về già, họ sẽ được lộc con cái, cậy nhờ vào họ hàng mà có đôi chút của nải, cuộc sống dần dần dư dả hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, mọi phép tính trên đời dù khó hay dễ, nhưng đều có một điểm chung là luôn có lời giải. Đối với tướng mặt nghèo khó của một người cũng không phải là một ngoại lệ. Theo các bậc thầy về tử vi số mệnh, chỉ cần các bạn chú ý một chút và chỉ cần áp dụng các mẹo nhỏ sau đây thì chắc chắn con đường công danh, sự nghiệp sẽ ngày càng mở rộng, hanh thông và thuận lợi. Đầu tiên, hãy luôn nở nụ cười trên môi. Nụ cười biểu hiện đến 80% tính cách của mỗi người. Người vui vẻ, tâm sáng, lạc quan thực sự thì nụ cười rạng rỡ, vô lo. Người có phúc tướng có nụ cười tự nhiên, sảng khoái, miệng cười, mắt cười, khuôn mặt bừng sáng. Người hay nói cười luôn mang đến thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên, khi cười phải chú ý đúng lúc, đúng chỗ. Người chỉ biết cười hả hê trên nỗi đau của người khác thì đó là cốt cách của người độc ác. Sớm muộn cũng bị quả báo, cả đời không có nổi một tri kỷ. Thứ hai, thường xuyên khen ngợi người khác thực lòng. Các nhà khoa học đã chứng minh những lời khen ngợi đều có tác động đến vạn vật, thậm chí là cây cối cũng thích được khen ngợi. Một thí nghiệm cho thấy, các nhà khoa học đã trồng hai cây ở cùng một thời gian, cùng chăm sóc tưới cây như nhau, môi trường sống của cây như nhau. Nhưng điểm khác biệt là một cây thì thường xuyên được khen ngợi, nói lời yêu thương, cây còn lại thì bị mắng nhiếc mỗi khi tưới.
Kết quả sau 1 tháng, cây được nói lời yêu thương, phát triển tươi tốt, còn cây bị mắng nhiếc thì heo lá, còi cọc. Điều này chứng minh sự ảnh hưởng của tinh thần lên vật chất. Con người cũng giống như giọt nước, thích nghe những lời tốt đẹp về mình. Chỉ cần bạn đừng làm trái về cái tâm của mình thì điều gì cũng có thể. Thứ ba, tâm sinh tướng, tâm có hảo thì tướng mới đẹp. Tại sao có những người khi nhìn khuôn mặt đã thấy không thể tin tưởng? Tại sao có những người vừa gặp đã khiến người khác muốn kết thân? Đó chính là tâm sinh tướng, tướng mạo phản ánh nội tâm của con người. Người luôn nghĩ điều ác thật khó có thể có gương mặt thiện lương, thánh thiện. Khi phát ngôn thường tự cao, tự đại hay cho mình là nhất, thường không giấu được mưu đồ, lợi dụng người khác. Kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị lộ chân tướng dù ban đầu đã cố gắng vừa vì thế nào. Người luôn nghĩ điều thiện thì khi nói rằng âm tiết điều độ, nhẹ nhàng, cẩn trọng, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản, vô âu lo. Muốn thay đổi được tướng mạo thì cần phải có cái tâm thực sự hướng thiện, gạt bỏ mọi hận thù, sâu hận và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ khi thực sự học được cách buông bỏ thù hận, bao dung với người khác thì tướng mạo mới có thể thay đổi. Tâm lý học phương Tây chỉ ra rằng tâm thái bạn thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ thành ra thế đó. Vận thế của bạn cũng sẽ đi theo chiều hướng ấy. Vì thế, muốn số phận an lạc, cát tường phải thực sự khởi tâm thiện. Luôn biết nói lời cảm ơn những người đã giúp đỡ mình. Sự tử tế bao giờ cũng như một bàn tay đưa ra sẽ có bàn tay khác nắm lại. Việc tử tế ai cũng có thể làm nếu khởi nguồn từ lòng nhân ái, lòng từ bi, thương người khác như thương chính mình. Để làm được việc tử tế không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có lòng dũng cảm và kiên định với quyết định của chính mình. Điều quan trọng nhất, ta thực sự phải học được cách cho đi một cách vô tư như trái tim trong veo, thuần khiết. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.